Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Sôm đây. Thì các bạn ơi, hôm nay mình ra video mọi người xem thấy hay nhớ like đăng ký hộ mình nhá. Ở đây thì các bạn ơi, con lắp ghép mà mình làm tặng event tuần trước các bạn nhá. Người bình luận là D90 nhá, 17 quả nhá, thì bạn ấy sẽ được con diều này các bạn ạ. Đấy, con diều mình lắp ghép mình làm xong rồi các bạn nhá. Thì tí nữa mình thử đâm ghép thử nhá, mình đợi mấy hôm mới có gió để đâm thử được các bạn ạ. Thì các bạn ơi, thì cũng chúc mừng em ấy là đã đạt được con diều này, nhưng mà mình làm diều xấu đó các bạn thông cảm nhá. Thì các bạn ơi, đấy diều mình làm đây xong rồi các bạn ơi. Đấy. Đấy, tuy xấu nhưng mà không biết có lên hay không các bạn ạ. Đây, lắp ghép các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình đây. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, con diều ghép nha các bạn nhá. Đó, đây mình thử cầu thử bộ sáo tập nhang của mình vào nhá. Đấy. Đấy các bạn này, hôm nay mình mang ở đây đâm hai con liền các bạn ạ. Đó. Đấy nó xấu này đấy các bạn ạ, nhưng mà để mình đâm cho con lên cũng không các bạn nha. Đấy, cứ Hoàng cầm cho anh để cậu. Đây các bạn này, mình sẽ đi đâm cho các bạn xem nha các bạn nha. Đâm căng căng dây lên, không nó mắc con dây được nhiều kia. Đi thằng này, đi đây, đừng lại mắc con dây kia. Đấy, con dầu mình làm ấy nó hơi xấu xấu tí, nhưng mà nói chung là mình làm lắp ghép này mình cũng không làm nhiều nên nó cũng không biết làm mấy rồi nhá. Nó chỉ làm được như này thôi các bạn ạ. Nói chung là làm cẩn thận thì vẫn đẹp hơn được, nhưng mà nói chung là làm tặng thì mình làm nhanh hơn một tẹo các bạn nhá, nên nó không được đẹp cho lắm. Đấy, có bay được không? Bộ hôm nọ mình có quay livestream mình làm ở tối ở trên Facebook nha. Đấy các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ đâm cho các bạn xem. Mình nói chung là mình làm diều nó không được đẹp đâu các bạn nha. Làm diều ghép thì muốn đẹp thì phải mất nhiều thời gian các bạn. Nói chung mình làm để gọi là có quà ý nghĩa thôi nhá. Diều lên được là được các bạn nha. Nói chung là xấu đẹp nó chơi không quan trọng mấy, nói chung là nó vừa phải các bạn ạ, không đến nỗi là phải nói là sâu quá. Không biết là đuôi bé này nặng đầu à, ấy này có lên được không các bạn nhé. Thì các bạn ơi, hôm nay tự nhiên là gió bắc về các bạn ạ. Hôm nay gió bắc về và nó cũng trời nó cũng muốn mưa các bạn ạ. Chưa. Đây mình cứ để thử nghèo giữa một tẹo bạn nhá. Xem có lên được không đã. Nào, cầm dây nào. Mình cho nèo lên các bạn nhé.
Đây các bạn này, con kia nó không biết cầm dây các bạn ạ. Nó không biết là thế nào các bạn ạ. Nào. Núi gì ra đây? Này, núi gì ra 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 đằng này để nó được chạy. Bọn này nó không biết cầm đi gì các bạn ạ. Mới em mình nó hơi kém. Vì gió dưới cũng không có mấy các bạn ạ. Lúc đầu thì gió to quá nhưng mà bây giờ nó dưới cũng không có mấy. Chưa. Lúc đầu gió to giờ nó không có gió mấy các bạn ạ. Rồi. Lên luôn các bạn ơi. Đấy, tại mấy thằng em mình nó không biết cầm dây các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, diều mình lên rồi nhưng mà nó xấu xấu bẩn bẩn mà lên các bạn ạ. Đấy, đẳng cấp chưa? Lên đẳng cấp chưa? Các bạn thấy lên không? Đấy. Đấy các bạn nha, đây là mình phóng to thêm tẹo nha. Đấy, đi lên được không? Đấy. Đấy các bạn ơi, lên được các bạn ạ. Diều mình đây rồi kìa, đây là dây đây các bạn ơi. Đấy, dây mình đây ngay các bạn nha. Đấy, khá là kết các bạn ơi. Đấy. Bị nánh mất một xíu tiêu siêu này các bạn. Đấy, bao phê các bạn ơi, bao kết các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy kết không? Đấy, diều ghép các bạn nha. Đấy các bạn ơi. Lên trên thì ok không? Được đấy anh nhỉ. Tạm ổn, được không? Bây giờ cho mấy thằng nhà con đây, con lấy đâu? Con lấy nhá. Đây mình sẽ, đây các bạn, đây các bạn này thì mình sẽ để đây đâm để cho chịu gió một lúc các bạn nhá. Hôm nay gió cũng to các bạn ạ, lúc ở bên trên gió to lắm các bạn ạ, khá căng đây các bạn đây. Mình sẽ để đây và đâm ấy chịu gió cho em nó một lúc nhé các bạn nhá. Đây có một mấy thằng em đây, mấy em thích chơi diều không? Quá thế bây giờ. Đây, em cúi em ra đây em bảo. Thế bây giờ nhá, cho ăn diều này còn đấy không? Còn đấy á? Em có diều kia. Đâu? Đâu? À, chất vết các bạn này, đây là cô nhỏ này kia có diều nhá, ai làm cho? Em tự làm. Em tự làm á, đặc cấp đấy các bạn. Được đấy, nhờ. Khá quá nhờ. Thế bây giờ, sao cái bùm đấy à? Kinh nhờ. Sợ nhờ, bé này đã biết làm diều làm sáo rồi. Nghệ nhân à, phải không? Ngày xưa Đường Phong là nghệ nhân chưa? Chưa Đường Phong nghệ nhân á? Làm giỏi đấy à, giờ nên cất thế này không? Đỉnh đầu chưa? Được không? Giờ này lên được không? Khá ok nhỉ? Đấy qua đây, giờ mình lên được qua đây. Đây có hai em ở đây thích, cũng thích chơi diều ạ. Đấy các bạn ạ. Đấy mình đâm để cho chịu gió nung nha. Đấy các bạn thấy đỗ không? Đấy, mình cho nó lên nhá. Đấy bắt đầu cất này. Ui. Căng đét luôn các bạn ơi. Giờ nó bắt pịch của phát nhỉ. Đấy các bạn này mình cho nó lên để xem nó đỗ không các bạn nhá. Đấy diều tặng là phải lên các bạn ạ. Tặng không lên người chả con nó cười cho các bạn ơi. Đấy nhá, con này là tặng event nhá các bạn nhá. Đấy mình đâm ở đây lên rồi nhưng mà không biết về nhà em nó đâm thế nào thì mình không biết nha, nhưng mà mình làm đâm lên rồi các bạn nha. Đấy, đâm thực tế lên các bạn ạ.
có diều này hôm nọ mình có livestream ở trên Facebook, mình đang mình làm livestream ở trên Facebook các bạn nhá. Thì nếu mà ai không tin là mình làm thì có thể lên Facebook xem mình làm các bạn nhá. Đấy diều khá cất ạ các bạn, cất đỉnh đầu luôn. Đẳng cấp chưa? Hả? À, mấy em? Đẳng cấp không? Đẳng cấp rồi á. À? Được nhờ. Được nó phết đấy nhờ các bạn này, lên khá cao quá. Đây dây đây các bạn. Đây lên đỉnh đầu luôn các bạn này. Các bạn nhìn có võng như nào không? Không hề võng mấy nhá các bạn nhá. Đấy. Vẫn đem dây các bạn ơi. Đấy nó vẫn lên đỉnh đầu tiếp này, đây này. Đấy các bạn ơi. Đây dây nhá, thẳng tắp lên đỉnh đầu các bạn nhá, chứ không phải chéo chéo như này các bạn nhá, lên đỉnh đầu luôn các bạn ơi. Khá là đẳng cấp các bạn ạ. Đẳng cấp là diều xấu nhá, không phải đẳng cấp diều đẹp các bạn nhá. Đấy. Đấy các bạn ơi. Nên rồi các bạn nhá, mình sẽ buộc ở gốc cây này để mình đâu có diều to các bạn ạ. Tắt đi nhá. Đi đứng xuống góc kia. Đây các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đây các bạn ơi, thì mình buộc ở đây các bạn nhá. Đấy, diều mình lên rồi các bạn ơi. Đó. Buộc đây chỉ sợ bọn trẻ con nó đi qua nó cắt dây thôi các bạn ạ. Ở quê mình trẻ con hay cắt dây đúng không ạ? Đây. Mình buộc đây các bạn nhá. Đấy các bạn à, quay lên cho bạn xem diều xem là diều mình có nên có đỗ không các bạn nhá. Đấy quay một lúc nhá cho các bạn xem diều đỗ không nhá. Đấy. Hay cho anh hỏi là bây giờ nếu có con diều này rơi xuống thì em lấy diều lấy sáo. Lấy sáo. Lấy sáo lý do gì em thích sáo? Đẹp. Được rồi, thế từ đầu vụ đến giờ đã nhặt được cái diều nào chưa? Chưa. Được rồi, thế bây giờ nếu mà anh cắt xuống con liệu có chặt chạy đi nhặt không? Nếu mà cắt xuống để cho em đi nhặt có nhặt không? Chơi luôn không? Chơi luôn. Ôi mệt à. Yeah. Nên mệt đã được sao? Không thích à? Bây giờ cắt đi con đi nhặt đi lấy không? Cho con đi lấy không? Cho không đi á? Ôi qua này, thanh niên này nói chung là cũng đam mê các bạn, nhưng mà cắt nhưng mà biết là diều người khác rồi không đi lấy. Đấy các bạn em. Rất chi là tấm gương tốt các bạn nhá. Đấy. Và nó rất chi là chơi diều chứ gì là sòng phẳng các bạn, không nươn nẹo các bạn nhá. Thì anh em mình thấy rất chi là nhiều anh em là chuyên bị cắt dây diều các bạn, nhưng mà không biết là ai hay đi cắt dây diều thì mình gửi gắm cho người đấy là thôi tốt nhất là không nên làm thế các bạn ạ, chơi văn minh lịch sự tẹo nhá các bạn nhá. Đấy qua đây thì diều ở đây cũng lên được bạn, diều mình lên được các bạn nhá. Đấy các bạn, mình sẽ để đây xem độ im không. Đấy bạn thấy im không? Đấy nha. Thì gió bắc thì đa số là nó không đều và nên nó không đảo được là được các bạn nha. Đấy. Đấy khá là nên các bạn. Khá là cất các bạn này. Đây là cái gốc cột để mình buộc đây các bạn ạ. Thì nó lên như này các bạn này. Đó. Đấy, căng đét các bạn này. Căng đét siêu tôm các bạn. Đấy các bạn này. Không tí mình kéo xuống các bạn nhá. Nói chung là của đồ mình tặng nên mình không dám đâm, mình cũng đâm chỉ đâm thử test thử các bạn nhá. Đâm nhiều nó đâm nhiều ở nhà nó lại cũ đi, người ta ở không thích nha các bạn nhá. Đấy nên được bạn. Thank you.
lên rồi các bạn. Một kéo dây ác thật các bạn. Quay rất chi cũng đỗ các bạn nhá. Đỗ khá là yên các bạn. Đỗ không? Giờ luôn nên đỗ được không? Đỗ không? Đỗ không? Đấy, ở quê mình thì cũng có một hai con diều lên rồi các bạn ạ. Tại vì gió này nó không được đào nên anh em vẫn chưa đâm mấy các bạn nhé. Mình có mang một con nữa đâm nhưng mà chắc là tí nữa mới đâm được cho các bạn xem. Tại vì chơi quay đấy, mình quay nâu cho bạn xem là diều mình tặng vẫn lên nhá, chứ không phải là không lên nữa nhá. Lên trên cũng bình thường, là nhìn cũng hơi xấu rồi các bạn. Đây diều dài cá các bạn ạ. Ở đây rất nhiều ổi này các bạn này. Quê mình đây có vườn ổi này. Các bạn ăn ổi không, mình vặt cho ăn. Vặt trộm các bạn. Đây là vườn ổi các bạn nhé. Người ta rồng khá là nhiều các bạn ạ. Hôm nay trời quay nó cũng hơi tối các bạn ạ. Không được sáng. Đây, cứ vào mà vặt ổi. Đây, chú đây này, từ đây, đây, nhấc cái ấy ra, nhấc cái quạt ra, đấy, chú đó, vặt vặt lên một hai quả, vặt chọn quả to, cả không phải giữ đâu, đấy, như thế chú vào này được, đấy, không vào, không sợ, người ta không đánh đâu, đấy, vậy, đấy, người ta không đánh chết đâu, người ta đánh ngông ngoại thôi. Trong kia còn quả lửa đó, mới quả lửa vào đi. Đây quả thối. Thối, không thối đâu. Trong kia kìa. Đây quả thành thành viên trộn ổi. Ôi, được. Quăng ra, quăng ra, tung ra. Rồi, vặt tiếp đi. Vặt tiếp đi quả ạ. Trong cây trong kia kìa, cây trong kia kìa. Trong kia kìa, cây đây. Điên đừng vào vặt nhiều, người ta chả con vào vặt hỏi đấy quá quấn mới với anh này đứng mỗi thằng quả mày vào mày cứ vặt quả to ra ba quả nữa đây này quả này đây quả đấy bị thối à thối đi đó vàng không sợ vàng càng ngọt đấy đúng rồi đã, đã. Quả nữa đấy hai quả đấy là được thêm quả nữa thêm một quả nữa không quả lửa. Thế mà không ăn à? Để ăn trộm lại đi cho người khác không ăn à? Đại. Chết rồi, cái này thanh niên mình quay. Chết rồi nha. Chết rồi. Chết rồi đây các bạn này. Đây là đôi tay ăn trộm. Ăn trộm ạ. Rất nhanh chóng các bạn ạ. Ăn trộm nhưng mà không ăn các bạn. Chết rồi. Không ăn à? Thế chứ. Đâu? Quả nào? Đi quả này. Nào, ăn không? Đấy. Đi quả này. Đi quả này. Quay làm gì? Cắt cảnh em đi. Thôi, thằng kia ăn trộm nha. Mình đây để nói cho bạn ạ. Mình không ăn trộm. Đi quả này. Ổi đâu? Thì là mình xui người ta ăn trộm thôi. Quay, có ổi này. Ừ. Đi em dọn rồi. Nhưng mà này đấy thì có sao không? Đây, mình mời mọi người ăn ổi cùng mình nha. Mời mọi người ăn ổi cùng mình nha. Đó. Thế đấy thì có sao không? Thế sao? Bữa sao được? Vào mà có nữa. Phải vào mà có nữa, rồi thế. Ra tao giữ rồi.
Tận mấy quả rồi? Thế bạn đi em dở em vẫn bàn biết nữa nhá. Đấy, không ăn ra ngoài thấy bọn nó ăn thèm. Anh em ai coi được video này không à, nên bắt thằng kia nhọn nha. Thế mình có bằng chứng nha. Chết. Đây là video các bạn. Đây là video. Thế bây giờ mà bắt phải đi tù làm nào? Không đi tù được. Ăn trộm phải đi tù làm nào? Đây là chủ mưu ăn chấm. Đây là đầu têu các bạn. Đây các anh nên đầu têu kiểu. Anh nên đầu têu ăn trộm phải ấy. Bây giờ vẫn lên các bạn ạ. Ăn xong hết ổi bây giờ vẫn lên các bạn nha. Lúc đầu cứ kiểu nặng đầu cơ. Này nặng đầu, rượu nặng đầu thế này nặng nào các bạn ạ. Đỗ rất chi y nha. Đúng rồi xanh. Còn mình ngoan nhất, còn thi cũng ngoan. Vứt đi rác này đi để chưa muốn gì ấy nữa, vứt kia đi người ta biết gì à? Miếng biết anh chưa mình đầu tư. Các bạn này đi làm giờ ăn trộm ổi các bạn nhá, đấy ổi nhà dân có nhiều. Quay lại đến lúc lên mặt nó xem nó. Mày đầu tiêu. Không biết. Rồi, đầu tiêu rồi. Là kia. Áo trắng đầu tiêu. Áo trắng đầu tiêu. Kìa. Giờ vẫn lên các bạn nha. Anh đại ngon nhất. Ủa, ngoan lắm bạn. Có cái chú này được uống một phát. Bây giờ có cái bát. Đâu? Bây giờ em đâu? Kia. Sao đấy á? Cho tiếng á, điều. Em làm gì to thế? Điều. Cái điều của bố à? Ừ, bố á? Điều bố. Rồi, anh được phép bằng bảo điều của hắn. Điều bố làm mấy mét? Không biết được. Không biết được. Cũng có một con nữa, đáng đâu thằng em nó lại vào nó lấy mất. Năm sáu. Ừ, cái quả nhá. Ngoan, uống ngoan. Ngoan. Cái này uống ngoan rồi ạ. Mà thanh niên này là taxi. Không, con cao không? Chào thế. Đây thanh niên và cậu xanh ạ. Đeo. Ngoan, vẫn ngoan nhỉ. Nó cũng là quay về tuổi thơ các bạn nhé. À, thành phố chắc không được chơi như này các bạn nhỉ.
ăn rất to các bạn. Hai. Ăn xong quả ổi chối về không ăn cơm ạ. Đâm vào đấy á. Này giờ khóa. Đâm vào đấy á. Đừng lại. Dừng lại. Đừng xong ăn đi. Rồi coi.